Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có khung sườn danh tổ, khung nhôm càng carbon ạ, size XS, chiều cao phù hợp từ 1m55 đến 1m70cm. Em xin báo giá nhận ship khung sườn này về đến Việt Nam của mình, giá là 4.900.000 ạ. Khung này cũng có trầy nhiều, nhưng nước sơn vẫn còn giữ nguyên bản của danh tổ. Đặc biệt, khung sườn này đúng chính hãng của Taiwan sản xuất ạ. Em thấy khung này giá cũng rẻ, mình mua về ráp thành một chiếc, tiết kiệm mình đạp tập thể dục cũng ok lắm. Phía sau cũng có trầy nhẹ. Bên trong gắn BB còn rất là đẹp luôn ạ. Ngay chữ A cũng có chày một chút. Và ngay chỗ này cũng có chày nhẹ. Size XS ạ. Median Taiwan sản xuất. Khung càng trước carbon ạ. Em đổi chiều khung sườn ạ. Ngay chỗ này cũng có vết trầy. Dư lượng xe còn đẹp ạ. Bên trong khung càng, chỗ này cũng có chày. Ngay chỗ này cũng có chày ạ. Bên đây cũng có chày. Dạ, tiệm cũng đang có bộ rúp 105 đời 5008 ạ. À.
giá nguyên bộ gấp này về Việt Nam là 9.500.000 ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị cần xem kỹ bộ giúp này, em gửi video cho quý cô chú anh chị xem kiểm tra lại một lần nữa ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.